Chào mừng các bạn đến với cộng đồng Anh NDA. Trong video chia sẻ hôm nay, admin sẽ chia sẻ với anh em về chương trình iLoop trên nền tảng CoinDAPW. Tham gia vào chương trình iLoop hôm nay thì chúng ta sẽ có một pot tài thưởng là 3.000 đô. Để tham gia vào chương trình iLoop thì trước tiên các bạn sẽ vào link dưới phần mô tả video đăng ký một tài khoản trên nền tảng CoinDAPW. Và nếu các anh em KC được thì càng tốt, vì sau này thì admin sẽ chia sẻ nhiều dự án ở trên nền tảng CoinDAPW hơn. Tham gia vào dự án hôm nay chúng ta sẽ làm việc trên biểu mẫu Gleam. Trước tiên là chúng ta sẽ điền cho mình phần UID của tài khoản CoinDAPW. Thì cái UID của các bạn nó sẽ nằm ở đây này. Anh em có thể nhìn thấy này. Đó, có thể ấn vào phần AK Security. Hoặc là các bạn ấn góc trên đây nó ra 7310. Đó. Đây chính là cái đoạn số UID của mình. Đấy, các bạn thấy ở đây này, thấy chưa? Hoặc là ấn vào phần AK đây thì nó cũng ra luôn. Ở đây thì không có nút để ta ấn vào là sự copy. Chúng ta sẽ paste phần UID vào đây và ta nút con tin nhé. Thì mình đi nốt lại trang. Cắn tôi á? Anh định cắn tôi á? Do để Linh hơi lâu nên là trang bị đẩy ra rồi. Rồi bây giờ mình sẽ điền UID của CoinDAPW vào. Tắt con tin. Tiếp theo các bạn sẽ follow kênh Twitter cũng như retweet lại bài đăng ở trên CoinDAPW. Các bạn sẽ tiến hành follow, ở đây mình đã follow trước rồi nhé. Và tiếp theo đến phần retweet bài đăng, chúng ta live retweet này. Xác nhận thành nhiệm vụ này. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là thay đổi cái hình ảnh. Đây, chọn hình ảnh sáng tạo của bạn từ các bình luận trên Twitter của bạn. Con đỡ. Chúng ta có thể dùng Photoshop để chúng ta sáng tạo cái hình ảnh lên nhé. Đây là một hình ảnh mình sáng tạo đơn giản từ Photoshop này. Sau đó thì chúng ta sẽ bình luận ở phía dưới cái bài đăng này. Đấy. Khả năng là mình sẽ thêm cả cái phần UID vào nữa, 1127310. Thêm vào để không bị đụng hàng. Rồi anh em thấy đấy, tap đi này. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ reload lại cái bài đăng này. Đấy. Anh em thấy hình ảnh đây chưa? Mình chọn đây là con tin này, được chưa? Đó. Xong luôn. Đấy. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ trên iLoop chia sẻ pot tài thưởng là 3.000 đô giá trị tốc 3.000 đô đến từ nền tảng CoinDAPW. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo.